thầy xin chào tất cả các bạn và toàn thể các em Thật là vui, hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp lại nhau trong một bài giảng mới rồi. Thầy chúc các bạn và các em yêu quý của thầy có một ngày mới học tập thật vui vẻ, hiệu quả và sẽ gặt hái được thật nhiều thành công trong những chặng đường sắp tới các em nhé. Nào, các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần đó là ôn tập cuối chương 6, hàm số đồ thị và các ứng dụng. Đấy, theo như thầy đã dặn dò từ đầu chương ấy thì có thể nói rằng đây là một chương học rất là quan trọng đúng không? Thì chúng ta có những nội dung nào đã được học? Đầu tiên là chúng ta đã được tìm hiểu về uh, các khái niệm cơ bản liên quan đến hàm số đúng không nhỉ? Hàm số này. Và cái thứ hai là chúng ta đã tìm hiểu nội dung chính đó là đặc trưng về hàm số bậc 2. Đúng không? Cùng với cái cách vẽ uh, dạng đồ thị hàm số của nó chính là một cái parabol cùng với các cái đặc điểm suy ra từ đó đúng không? Đó. Và cái thứ ba là chúng ta đã biết cách xét dấu một cái tam thức bậc 2 để từ đó ứng dụng vào việc đó là chúng ta giải các cái bất phương trình và giải các cái phương trình mà quy về bậc 2. Đúng không? Cuối cùng cái thứ tư là chúng ta biết áp dụng cái đồ thị parabol đó vào giải quyết các bài toán liên quan đến thực tế. Đấy. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng mở sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống ra nhé. và chúng ta sẽ cùng thầy làm bài. À các em nhớ là chúng ta sẽ chuẩn bị bài này trước cho thầy do là những cái nội dung ôn tập nó rất là quan trọng và nó cũng rất là nhiều bài, nó rất là dài đấy. Bởi vậy mọi người chúng ta cố gắng làm sao các em tự giác nghiêm túc làm bài trước sau đó các em sẽ nghe thầy chữa và bổ sung những cái chỗ nào còn thiếu. Đấy, từ đó chúng ta sẽ tự hệ thống hóa được kiến thức cho mình và sẽ tự chấm được cho mình là chúng ta được bao nhiêu điểm rồi. Đúng không? Đấy, à, phần này rất là quan trọng mọi người lưu ý cho thầy vì thầy đã dặn dò rồi. Đúng không? Trong các cái hàm số ấy, thì tiêu biểu nhất là cái hàm số bậc 2 và cái này sẽ còn tiếp tục theo các em đến tận uh, tiếp năm lớp 11, 12 nữa cơ. Đúng không? Cái việc mà xét dấu đấy đúng không? Cái cái thứ nhất là cái dạng đồ thị bậc 2 là một và cái thứ hai đó là cái xét dấu bậc 2 ấy. Nó rất là quan trọng. Đó, nó giúp cho mình giải quyết các bài toán liên quan đến phương trình, bất phương trình đại số căn bản nhất. Đúng không nhỉ? Đấy. Thế thì đây là cái gốc nền tảng của đại số rồi, chúng ta không được quên. Nhớ chưa? Đó. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài tập đầu tiên. Các em thân mến, chúng ta sẽ cùng đi vào phần A lớn trước đó là các câu hỏi trắc nghiệm. Hãy chọn cho thầy phương án đúng. Câu hỏi 6.24 một câu rất là tiêu biểu đúng không? Đó là tập xác định của hàm số y bằng 1 trên cho căn bậc 2 của x 2 là gì? À, rồi, các em thân mến, tìm tập xác định là một cái nội dung có thể nói là rất quen thuộc của hàm số, đúng không? Thế ở đây chúng ta quan sát nhận thấy ngay thứ nhất là đây là một phân thức, phân thức thì chắc chắn là mẫu phải khác không. À, và nhưng mà trong dưới mẫu thì nó lại có căn, à, căn thức bậc chẵn đúng không? Như vậy trong căn lại phải không âm, tức là trong căn tức là x 2 phải lớn hơn hoặc bằng không kết hợp dưới mẫu khác không như vậy ta bỏ dấu bằng đi như vậy chúng ta sẽ chỉ còn đó là giải x 2 hai là như thế nào chỉ cần lớn không thôi đúng không cái này thầy đã dặn dò rất là kỹ ở trong những cái phần uh, uh, chữa bài tập đầu tiên về phần hàm số rồi Các em xem lại tất cả các cái trường hợp đặt điều kiện nhé để cho biểu thức xác định có nghĩa nếu căn nằm bình thường ấy um, không nằm dưới mẫu cơ thì có thể lớn bằng không nhưng do nằm dưới mẫu rồi thì bỏ cái dấu bằng đi là sao như vậy rất là nhanh chóng thì chúng ta sẽ có điều kiện xác định của cái hàm số này chúng ta có thể nói là hàm số đã cho À, xác định khi và chỉ khi hoặc là ghi đơn giản ngắn gọn giống như thầy đã ghi này là điều kiện xác định hay chấm cũng được thì các thầy cô vẫn cho phép nhé không sao cả chúng ta sẽ có x trừ hai lớn không bởi vậy tương đương là x lớn 2 rất là nhanh đúng không chúng ta bỏ dấu bằng đi nhé ừ. như vậy tập xác định d của em sẽ là khoảng mở ngoặc tròn hai dương vô cùng chúng ta nhanh chóng chọn được đáp án b câu này chắc là ok rồi nhỉ chuẩn không đó rồi chọn b cho thầy Nhớ chưa? Nhờ, nhiều bạn mà chúng ta chọn A là chúng ta thừa dấu bằng này. Mà nhiều bạn chúng ta lại chọn C là chúng ta vẫn bị uh, thiếu. Đúng không? Tại vì căn mà. Đúng không nhỉ? Không thể là R được đúng không? Tại vì R thường phải là đa thức cơ. Ừ. Rồi, nhanh chóng chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo luôn. Câu hỏi 6.25 và 6.26 chúng ta cùng đọc đề bài nhé. parabol y bằng uh, trừ x bình uh, cộng 2x cộng 3 có đỉnh là À, điểm y đúng không? Ừ. Chúng ta còn nhớ công thức của nó không? có đúng không? Ừ. Chúng ta có ngay đó là uh, hoành độ đỉnh của parabol thì có dạng là trừ uh, b trên 2a còn tung độ đỉnh là trừ delta trên 4a nhưng mà thầy có dặn chúng ta đó là các em chỉ cần tính cái hoành độ đỉnh thôi sau đó chúng ta thay trực tiếp vào uh, cái y đồ bài đúng không thì chúng ta tìm ra luôn và nó thích như tính trừ delta trên 4a thì cũng được nhưng mà nó lâu hơn bởi vậy, vậy ở đây chúng ta nhanh chóng có các em phải, em phải xác định đúng chuẩn ABC giúp thầy nhé. A bằng âm 1, B bằng 2 và C bằng 3. Chúng ta phải xác định đúng chuẩn thì chúng ta mới làm đúng được. Bởi vậy chúng ta có ngay parabol Y bằng X bình cộng 2 cộng 3 sẽ có đỉnh là đây. Đúng công thức nhé. Trừ B trên 2A như vậy là trừ đi 2. Đúng không? Trừ đi 2. Rồi lại trên cho trừ à, 2. À thế hóa ra là... Uh, rút gọn bằng 1 à sau đó các em chỉ cần thay trực tiếp số 1 này vào thôi thay x bằng 1 vào như vậy là trừ đi 1 uh, cộng 2 cộng 3 như vậy là trừ 1 cộng những 5 đúng không thì có phải là dư ra 4 không nhẩm nhanh ra 1 4 nhé ừ. bởi vậy chúng ta chọn được đáp án D đúng không thực ra các em chỉ cần tính ra 1 thôi là em có thể dừng được rồi vì trong 4 phương án đó, làm gì có cái nào nó cùng ra x bằng 1 đâu đúng không nhưng mà thôi cứ tính đầy đủ cho nó chắc đáp án D chuẩn xác ở lớp. Ừ. Còn ngoài ra cách thứ hai theo phương pháp giải nhanh thầy đã dạy của lớp ấy, thì trong máy tính cầm tay của em người ta cũng có chức năng tìm ra đỉnh parabol này ngay. Các em có thể vào cái chức năng mà giải phương trình bậc 2 ấy. Ừ. với máy 570 các em vào uh, mốt gì nhỉ? Đó. Mốt 53 đúng không? Ừ. Sau nhập ABC các kiểu vào trừ 1, 2, 3 ấn bằng vào thì sau đó ấn bằng 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 hai cái dấu bằng đầu tiên thì bỏ đi thì phải hai cái bằng đầu tiên đấy là nghiệm đúng không hai cái bằng đầu tiên là nghiệm của uh, đấy là các cái giao hoành độ giao điểm của parabol với trục hoành thì kệ hai cái đầu tiên ra bỏ qua đi ta bằng đến phát thứ ba thì nó sẽ hiện ra nghe cái cái xy đấy ừ xy maximum ý, maximum minimum ý. đấy nói chung là maximum minimum kệ đó đây chính là đỉnh luôn trong trường này em sẽ thấy ngay hệ số a âm do hệ số a âm nên chắc chắn đồ thị này là một parabol có bề lõm hướng xuống dưới. Bởi vậy chắc chắn cái đỉnh y này các em sẽ đọc được ở trong cái máy tính của em ấy thì nó sẽ hiện ra cái y này chính là maximum. Đỉnh đây đồng thời cái, cái 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 4 kia cái giá trị y bằng 4 cũng chính là cái giá trị y cao nhất hay chính là giá trị lớn nhất. Mình hay gọi là cái đỉnh cực đại đúng không? đỉnh cực đại. Ừ. Tại vì nó vòng lên, ừ. nó vòng lên. Thì đấy đỉnh cực đại. Thì đấy máy tính cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta chỗ đó. À, cái này thì thầy dặn dò trong các cái bài học trước đó rồi nhé à, còn trong máy 580 trở lên thì chúng ta có thể vào cái chỗ mà giải phương trình thì chúng ta vào ờ uh, uh, 9 đúng không? Mốt 9 uh, rồi chọn 2 xem đúng không? Ừ. Đấy sao bấm bình thường nó ra Thì đấy là một số cái thêm của nó. Đó. À, chúng ta chọn đáp án D là xong 6.25, bây giờ ta sang 6.26 nào hàm số y bằng x bình trừ 5 x cộng 4 thì uh, phần a đồng biến trên khoảng một dương vô cùng phần b đồng biến trên khoảng âm vô cùng đến 4 phần c nghịch biến uh, trên khoảng âm vô cùng đến 1 và phần d nghịch biến trên khoảng một bốn à, rồi câu này hỏi uh, cái khoảng đồng nghịch biến tức là khoảng tăng giảm thôi cái này rất đơn giản đúng không cái này các em chỉ cần tìm ra đỉnh parabol sau đó các em sẽ thấy ngay là có một khoảng tăng một khoảng giảm cho tìm nhanh nhé ừ thì các em sẽ thấy như thế này. Cái đồ thị hàm số y bằng x bình trừ 5x cộng 4 các em cũng sẽ tìm được ra cái tọa độ đỉnh rất là nhanh chóng. Thì đỉnh y của em sẽ là à, trừ b trên 2a như vậy có nghĩa là 5 phần 2. Và thay vào thay vào chúng ta lấy máy tính và thay nhé. Các em gõ nguyên đề bài ra xem em can can cho x bằng 5 phần 2. Chứ đỡ phải thay bằng tay đỡ mệt. Đúng không? Can 5 phần 2 thì nó sẽ hiện ra âm 9 phần 4. Nhưng mà thực ra chúng ta chỉ cần cái hoành độ đỉnh thôi. Trong trường này chỉ cần hoành độ đỉnh thôi là có thể biết được rồi. Tại vì sao? Vì uh, trong cái 6.26 này thì hệ số A của em là dương Như vậy là parabol có bề lõm hướng lên, quay lên trên Đúng không? Thì đây là hoành độ đỉnh của em Chỗ này là 5 phần 2 công nhận không? Đúng không? Ừ, đấy, kiểu như thế Thế thì uh, đầu tiên thì hàm số này sẽ nghịch biến Trên khoảng âm vô cùng đến 5 phần 2 Và sẽ đồng biến từ 5 phần 2 dương vô cùng là xong cái gì? Đúng không? Nhìn nó rất là nhanh Đúng không? Các cái khoảng đồng nghịch biến là các khoảng của x mà ừ. Như vậy chúng ta thấy ngay Đầu tiên, hàm số sẽ nghịch biến trên khoảng uh, âm vô cùng cho đến 5 phần 2 và tiếp tục đồng biến tức là tăng đấy. Ừ. trên khoảng 5 phần 2 dương vô cùng à, Nhưng mà tại sao trong các phương án xét nghiệm chúng ta không nhìn được cái chỗ nào 5 phần 2 nhỉ? Chẳng nhẽ đề lại sai? Không đâu, đề không bao giờ sai kìa. Đây, sách giáo khoa rồi, chẳng nhẽ người ta lại còn nhầm Thực ra, ấy, thì họ không thích kể đủ cái khoảng ấy ra đâu em chỉ cần đọc xem câu nào đúng thì em khoanh thôi có nghĩa là đồng biến hoặc nghịch biến thì nó có thể đồng biến trên một cái khoảng con con của một cái cái khoảng ban đầu Cứ hiểu không đây này đây này ví dụ nhé ừ. bây giờ chúng ta chọn tự, chúng ta xem xét từng phương án một thí dụ phương án a đồng biến trên khoảng một dương vô cùng một dương vô cùng thế thì 5 phần hai tức là hai năm ở đây rồi hai năm thì đến giờ lại một ở đây một ở đây thì không được Tại vì từ 1 đến dương vô cùng thì vừa giảm vừa tăng Không được, A là sai B là đồng biến Âm vô cùng đến 4 4 thì lại tận ở đây cơ Công nhận không? 4 ở tận đây Thế thì không được Tại vì từ âm vô cùng đến 4 thì vừa giảm Xong rồi lại vừa tăng À nhưng mà không được Đã là đồng biến hoặc nghỉ biến trên một khoảng Thì trên khoảng đó chỉ có thể tăng hoặc giảm thôi cả lớp Chứ không thể là lúc, lúc lên lúc xuống được À đấy hiểu chưa Như vậy chúng ta xem tiếp C nhé hàm số nghịch biến trên khoảng âm vô cùng đến 1 thì tại sao chúng ta lại thấy cái này là đúng? Tại vì số 1 nằm ở đây. Đúng không? Thì do hàm số này đã nghịch biến trên âm vô cùng đến 5/2 thì kiểu gì chẳng nghịch biến trên âm vô cùng đến 1. Vì cái khoảng âm vô cùng đến 1 thì được coi là một cái khoảng con. Nó là một cái tập con đúng không? Nên là tập con của cái âm vô cùng đến 5 phần 2. Như vậy là chuẩn quá còn gì nữa. Đấy. Ý của thầy là như thế. Một số câu hỏi trắc nghiệm người ta hay hỏi kiểu như vậy vui lắm. Đấy thi đại học người ta vẫn hỏi như thế đấy các em nhé chứ không phải là người ta sai đâu Đấy chứ mình phải tinh tế một tí Đấy, như vậy thầy sẽ nhắc lại Do hàm số này nghịch biến trên âm vô cùng đến 5 phần 2 Dẫn đến là kéo theo là nó sẽ nghịch biến trên âm vô cùng đến 1 Vì âm vô cùng đến 1 là con Hiểu không nhỉ? Âm vô cùng đến 1 Là con, là tập con viết thế này Của 5 phần 2 đến dương vô cùng Đấy, ý là như thế À, à sorry <laughs> Âm vô cùng đến 5 phần 2, quên à, Đấy, kiểu như thế Có lẽ hiểu chưa? Ừ, đấy. Thế là xong, miễn là trên đó nó nó chỉ có một tính chất đơn điệu thôi, lên hoặc xuống thôi nhá, chứ không được lúc lên lúc xuống là được. Nhớ lưu ý. chưa đã hiểu được chưa? Tất ừ. nhiên rồi và câu D không cần xem xét nữa thì kiểu gì nó sai thôi. nghịch biến trên 1 4. Nhìn nó biết là sai rồi, tại vì một thì nó nằm ở bên trái, 4 thì lại nằm ở bên phải của cái đỉnh parabol. Như vậy là nó lại lúc lên lúc xuống, nhìn là biết là sai. Các lớp hiểu được chưa? À, rồi ok. Đấy là một cách nhá. Đấy, chúng ta xem xét từ từ ra thì chúng ta sẽ thấy đúng ngay. Cái không có gì khó. Ngoài ra thầy sẽ dạy cho cả lớp thêm một cách nữa. cái thứ hai này, chúng ta còn một cách nữa. Ừ. Cái lớp để ý cho thầy, nếu bây giờ thầy giải y bằng không, tức là thầy đang giải cho cái parabol này giao cắt với trục hoành UX ấy, có hiểu không? Thì chúng ta sẽ có ngay x bình trừ 5x cộng 4 bằng không cái gì? cái này nhẩm theo VS A cộng B cộng C bằng 0 Thì cái nhìn nó biết ngay là cái này có hai nghiệm là 1, 4 Có nghĩa là parabol này cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt Đúng không? Đó là 1, 0 và 4, 0 Ý của thầy là thế Đây là điểm A, 1, 0 Còn đây là điểm B, 4, 0 Thế là xong cái gì? Rồi Thế thì khi vẽ ra thì kiểu dạng nó sẽ là như thế này Parabol này nhá, em nhìn thì em sẽ thấy ngay là đỉnh của nó Để bạn nào thích tính rõ ra thì đây sẽ là đỉnh là khoảng đây 5 phần 2 là 2,5 1, 2, 3, 3 Thì đây là 2,5, đây ví dụ như thế này Đây ví dụ như thế Đây, thì đây là 5 phần 2 Và đây là âm 9 phần 4 Rồi, trục ở giữa đây Đấy, vẽ nhanh ra như thế Thì nó sẽ giao cắt một cái, đây là 1 đây Và một cái sẽ là gì? Ở 4 chúng ta sẽ vẽ phát được rất là nhanh ra cái dạng đồ thị của nó Thế là bạn nào mà chúng ta vẽ nhanh được Ta phát ra một cái là xong luôn Được chưa? Đấy Như vậy à, đây chính là Đây thấy không? Đây là một bốn đây của em đây Nó cắt qua đây một cái là xong luôn Ta nhìn thấy chưa? Đấy kiểu ví dụ như thế này Được chưa? Thực ra là cái âm 9 phần 4 này là phải cho nó xuống dưới nữa một tí Tại vì những âm 2,5 À âm 9 phần 4 là những âm 2, mấy ấy nhỉ? Ừ gần đến cái chỗ 2,5 rồi quên mất chỗ này thầy cho hơi nhỏ thế cả lớp mô phỏng một tí thôi nhé không quan trọng đâu đấy thì cả lớp sẽ thấy chỗ này là một chỗ này là 4 thì nhìn vào đây chúng ta cũng sẽ nhận ra được ngay đáp án nào đúng cả lớp ạ tại vì nhá em nhìn này từ âm vô cùng cho đến một thì đồ thị này em thấy đi xuống không âm vô cùng đến một thì đi xuống tên là nghịch biến đúng không đó và bốn uh, dương vô cùng thì nó sẽ đi lên tức là đồng biến Nhìn thấy chưa nhỉ? Như vậy chúng ta vẫn có thể nhìn vào ở đây họ cố tình lấy cái số 1 4 này từ đâu? Từ cái chỗ giao điểm với trục hoành. Đấy, nguồn gốc của cái số 1 4 là như thế. Đấy, như vậy ở đây nếu bạn nào phát nhanh được ra cái này thì chúng ta cũng sẽ nhìn vào đây thì cũng thấy nó dễ hơn. Đấy. Như vậy nhìn vào đây ta thấy ngay đáp án C nghịch biến trên âm vô cùng đến 1 thì ta thấy là quá đúng vì nhìn cái 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 đường cong đồ thị này ta sẽ thấy nó đi xuống thật. Thì nó đúng. Các lớp hiểu được ý của thầy không? Ờ ừ, đấy, nếu người ta cho em đồ thị để em quan sát thì em sẽ nhìn ra được điều này. Các em hiểu ý của thầy không nhỉ? Đấy. Nếu không không vẽ thì thôi, được không? Đấy thì làm như thế. Đấy, tinh thần là như thế, chúng ta hiểu vấn đề chưa? Ừ. Rồi, ok. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái câu hỏi 6.26. Rồi, thầy cho chúng ta cùng tiếp tục đến với câu hỏi 6.27 các em nhé. Nào, bất phương trình x bình trừ 2mx cộng 4 lớn không nghiệm đúng với mọi x với r khi m bằng bao nhiêu? Rồi, một câu hỏi rất là quen thuộc đúng không? Liên quan đến tìm m để cho một cái bất phương trình bậc 2 nghiệm đúng với mẫu x thuộc R. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng dấu tam thức bậc 2. Các em sẽ sử dụng hai điều kiện đó là dấu của A và dấu của delta. Chắc chắn là kem còn nhớ nhỉ. Đúng không? Để cho một cái bất phương trình bậc 2 ax bình cộng B cộng c ấy, đúng không? ax bình cộng bx cộng c lớn hơn 0 mà luôn nghiệm đúng với mẫu x thì chắc chắn là lúc đó chúng ta phải có dấu của hệ số A là phải dương A nó sẽ cùng dấu với uh, dấu của tam thức mà ở đây lớn không thì dấu của A phải dương và dấu của delta hoặc là delta phải ấy, là phải bé hơn không. Đúng không? ta chứng minh rồi đấy cả lớp. Chúng ta đã tổng kết lý thuyết ở trong các bài học về phần dấu tam thức bậc 2 rồi. Các em xem lại nhé. Đó. Như vậy ở đây chúng ta có như sau. Để x bình trừ 2 mx cộng 4 lớn không mà nghiệm đúng với mọi x thuộc R. Thứ nhất là hệ dấu hệ số A là phải là dương. Và cái thứ hai là dấu của delta phẩy đúng không? Tại vì ở đây chúng ta nhìn thấy cái chỗ B ở giữa là có cái số 2. B chẵn mà. Ừ, như vậy là chúng ta có delta phẩy là phải âm nhé. Nhớ là delta phẩy phải luôn âm. Âm. Khi delta phẩy âm thì dấu của tam thức sẽ luôn cùng dấu với A. Rồi. Ở đây A bằng 1 thì luôn dương. Cái này luôn đúng rồi. Chúng ta chỉ cần giải delta phẩy là âm thôi. Delta phẩy chính là B phẩy bình trừ AC. B phẩy của em thì chính là trừ M đúng không? Các em bỏ số 2 đi. Như vậy là trừ M tất bình rồi trừ đi 4 nhỏ hơn không. Thì trừ m tất bình bình lên thì dấu trừ bỏ đi như vậy chúng ta sẽ có m bình trừ 4 nhỏ hơn không. Và chúng ta sẽ thực hiện việc việc xét dấu nhé Xét dấu trong trái ngoài cùng ấy thì chúng ta sẽ nhanh chóng có được đó là m nằm trong khoảng trừ -2 đến 2. Đây cũng chỉ là một cái bất phương trình bậc 2 thôi, rất là quen thuộc đúng không? m bình trừ 4 thì chúng ta giải dấu bằng trước thì các em sẽ có ngay m bằng cộng trừ 2. Cộng trừ 2 chúng ta xét dấu nhanh chóng à, trong trái ngoài cùng thì dấu của cái hệ số m bình ấy um, dấu đằng trước m bình của cái hệ số bậc cao nhất ấy um, thì chúng ta sẽ thấy dấu của m bình trong trường hợp này là là dương như vậy trong trái là âm ngoài cùng là dương Đây, xét dấu rất là nhanh và chúng ta sẽ bỏ hai cái phần dương này đi vì chúng ta chỉ lấy cái cái phần âm thôi âm thế thì đúng thực là m của chúng ta nằm trong khoảng chữ hai đến hai cái này có thể nhẩm nhanh ra được khi giải các cái mờ này thì em có thể kẻ trục xét dấu nhanh ra nháp nhé xong ghi luôn kết quả chứ không cần phải làm lại từ từ các bước đó là kẻ bảng hay là vì này nọ đâu thì chỗ này là cho phép yên tâm nhé nhớ chưa đó như vậy chúng mình sẽ chọn cho thầy đáp án đó là a Tại sao chọn đáp án A biết không? Đáng nhẽ là M phải nằm trong khoảng trừ 2 đến 2 Thì đây là tập hợp tất cả các cái giá trị thực của M thỏa mãn đúng không? Nhưng đề lại chỉ cho em là M bằng mấy ví dụ như thế Thì em chọn cái nào mà mà nó nằm ở trong cái này này thì là ok Như vậy M bằng âm 1 là thuộc trong cái khoảng này Còn nếu mà âm 2 thì không được, mà hai cũng không được, mà lớn hai thì cũng sai luôn hiểu tại sao chọn A chưa? Ừ. Đấy là tập hợp tất cả các giá trị m thỏa mãn thì chúng ta mới có trừ 2 đến 2. Còn nếu như trắc nghiệm có khi biết đâu họ không đưa ra tất đâu, họ chỉ bảo họ chọn cái nào đúng thôi. Đúng không? Họ chỉ bảo khi thôi. Chứ họ không bảo là khi và chỉ khi. Khi và chỉ khi thì nó tương đương thì nó phải rất là đầy đủ thì nó phải đủ tất. Còn người ta chỉ nói là chọn cái nào đúng khi mà bằng mấy thì chọn A vẫn ok. Lưu ý nhé, câu hỏi trắc nghiệm là thường là buồn cười lắm. Rất này hay. Được chưa? Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục với câu hỏi 6.28. Tập nghiệm của phương trình căn bậc 2 của 2x bình 3 bằng x 1 là? Thế đây là một trong các cái dạng phương trình mà quy về bậc 2 đúng không? Phương trình chứa căn. Đây là dạng căn ở một vế. Căn A bằng B. Dạng này chúng ta làm đúng theo phương pháp thầy đã dạy. Đúng không? Chúng ta sẽ đặt điều kiện cho cái bên B tức là x 1 kìa là không âm. Sau đó ta bình phương A vế lên thì chúng ta được đây gọi là biến đổi tương đương. Ngoài ra thì chúng ta còn một cách nữa mà theo như sách giáo khoa vẫn làm ấy, đó là các em sẽ bình phương luôn, không cần đặt điều kiện đúng không? Bình phương hay vế luôn và dẫn đến một cái phương trình hệ quả. Sau đó giải rất nghiệm xong em thử lại, em thay vào phương trình ban đầu thì đấy cũng là một cách. Nhưng mà theo thầy thì chúng ta nên làm theo biến đổi tương đương cho nó chặt chẽ khoa học các em nhé. cho chứng minh rồi mà. Đúng không? Như vậy ở đây có hai cách, mọi người thích làm cách nào được. Rồi, với 6.28 thì chúng ta biến đổi tương đương, các em đặt điều kiện cho x 1 cho thầy. Được chưa nhỉ? Là lớn không. Các em có thể thêm dấu bằng vào cho thầy nhé Chỗ này chuẩn ra thì thêm hẳn dấu bằng vào Là chuẩn đấy ừ, Lớn bằng 0 cũng như là chuẩn Và chúng ta bình phương hệ vế lên thì 2x bình chữ 3 sẽ bằng Bên kia x chữ 1 tất bình lên thì sẽ bằng x bình chữ 2x cộng 1 đúng không? Chỗ này nhầm rất là nhanh Có ok không? Sau đó các em chuyển vế sang thôi Các em chuyển vế sang giúp thầy đây. Chỗ này ta thêm dấu bằng vào đây thì cho đẹp à, Cho chuẩn Rồi Thế thì chuyển vế sang các em sẽ có ngay là x lớn bằng 1 còn cái dưới sẽ là x bình cộng 2x 4 bằng 0 Chỗ này các em lấy máy tính ra bấm nhé Ở đây về này nghiệm không phải lúc nào nó đã đẹp đâu Đấy sách giáo khoa nhé Người ta cố tình cho cái nghiệm có chứa cả căn kìa vui không Đó là 1 cộng căn 5 và 1 trừ căn 5 Với điều kiện x lớn 1 thì chỉ có thể là 1 cộng căn 5 là thỏa mãn thôi Còn 1 trừ căn 5 thì nó loại rồi vì nó âm mất rồi Nhìn nó biết rồi. Đúng không? Như vậy chúng ta chọn đáp án C Chọn toàn C Đó là 1 cộng căn 5 tức là tập nghiệm của cái phương trình này chúng ta ghi tập nghiệm của phương trình đã cho là SC bằng trừ uh, 1 đây, uh, cộng căn 5 chúng ta sẽ viết thêm cho thầy cái này vào nhé, đây là tập nghiệm thế là xong rồi được không phải lớp, Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài uh, 6.28 ở đây các bạn và các em thân mến, chúng ta sẽ cùng chuyển sang đó là phần B lớn các bài tập tự luận các em nhé. Nào, chúng ta cùng làm bài 6.29 tìm tập xác định của các hàm số sau là chúng ta có hai câu rồi câu a và câu b hai câu này thì đặc trưng đều có chứa căn đúng không căn thì đơn giản thôi thường thì hai loại người ta hay cho đó là một là phân thức phân thức mà có mẫu thì mẫu khác không mà đó nhưng mà cái mẫu đó thì quen rồi thì cái đó chúng ta có thể nhầm được nghiệm hoặc là bấm máy tính đúng không còn cái căn này thì chúng ta sẽ giải cho thầy một cái hệ điều kiện giải một cái ngoặc móc ấy hay hay điều kiện cho thầy đúng không ở đây toàn căn bậc hai như vậy câu a nhanh chóng chúng ta có một hệ điều kiện như sau đó là ở trong căn tức là 2x 1 phải lớn bằng 0 và 5 x cũng sẽ phải lớn bằng 0. Cái ngoặc này có nghĩa là và đúng không? Ừ. Như vậy mọi người nhanh chóng có được đó là x lớn hơn hoặc bằng 1 phần 2 và cái dưới là x nhỏ hơn bằng 5. em lưu ý giải cái dưới cẩn thận nhé. Cái dưới nó đổi chiều đi. Và chúng ta kết hợp lại. À, theo quy tắc kết hợp thầy đã dạy cả lớp. Nếu như khi mà kết hợp đây là chúng ta đang tìm phần chung đúng không? ngoặc này là ngoặc giao mà giao là tiền phần chung thế cùng nếu như mà chúng ta thấy cùng cùng lớn các em sẽ chọn người lớn hơn cùng nhỏ em chọn người nhỏ hơn còn ở đây là lúc lớn lúc nhỏ thì các em sẽ kẹp ra giữa nhé ừ, giống như kiểu bánh bánh mì kẹp trả kẹp ra giữa chúng ta có ngay đó là x nằm trong đoạn từ 1 phần hai đến năm lớp xem hợp lý không bởi vậy đáp án của chúng ta tập xác định d của mình sẽ là đoạn 1 phần hai đến năm đấy như vậy là xong rồi ok bây giờ chúng ta nhanh chóng đến với câu b Câu B cũng rất là quen thuộc thôi, câu B chúng ta có y bằng 1 trên căn của x 1. Câu này có căn để nằm dưới mẫu, như vậy là biểu thức trong căn của em chỉ cần dương thôi. Đúng không? Để cho nó phải khác không mà. Ừ. Đúng không? Nó phải đảm bảo thỏa mãn cả dưới mẫu khác không và trong căn phải lớn hơn hoặc bằng không. Kết hợp chung lại thì nó sẽ là chỉ cần dương thôi. Như vậy rất là nhanh chóng các em có x 1 lớn không thì x lớn 1. Vậy thôi. Tức là tập xác định D của em sẽ là khoảng một dương vô cùng. Ok đơn giản chưa? Đấy. Rồi, đấy chúng ta trình bày cẩn thận đầy đủ cho thầy là được. Kết thúc bài 6.29. Các bạn và các em thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với bài tập 6.30 các em nhé. Nào, với mỗi hàm số dưới đây, hãy vẽ đồ thị của nó và hãy tìm tập giá trị, tìm khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của mỗi hàm số trên. Rồi, đây là một bài tập lớn đây, gồm có 4 ý. Người ta cho em 4 cái hàm số bậc 2 và đối với mỗi một hàm số này, chúng ta phải lần lượt thực hiện các yêu cầu. Thứ nhất là em sẽ phải uh, vẽ được đồ thị muốn vẽ được đồ thị thì chúng ta phải xác định đầy đủ các bước thứ nhất đó là uh, xác định đỉnh parabol trục đối xứng đúng không đó rồi uh, tìm các cái giao điểm uh, với trục hoành và trục tung và có thể tìm thêm các điểm phụ nữa nếu cần thiết sau đó chúng ta sẽ nối và vẽ các điểm này lại thành một đường cong lưu ý là xem bề lõm của parabol hướng lên trên hay xuống hay là xuống dưới phụ thuộc vào dấu của a là âm à, dương hay âm vẽ được parabol rồi sau đó em quan sát và em sẽ đọc được ngay tập giá trị là cái tập của y đấy Tức là các em quan sát xem là y của em cao nhất hoặc thấp nhất là bao nhiêu. Tập giá trị là tìm cái miền của y. Có hiểu không nhỉ? Đó, tập giá trị tức là từ giá trị nhỏ nhất đến lớn nhất ấy, kiểu như thế. Đúng không? Và tìm khoảng đồng biến nghịch biến thì rất là quen thuộc rồi. Khoảng đồng biến khoảng đồng biến nghịch biến thì là các cái khoảng của x đúng không? Khoảng của x nghe thật kỹ nhé. Ừ. Đấy, khoảng tăng giảm Cái này chúng ta đã làm ở trong bài hàm số bậc 2 rất là nhiều rồi. Các em nhớ là chúng ta sẽ thực hiện cái này trước khi nghe thầy chữa nhé bài tập này tương đối là dài đây. Nào. Ở đây thì người ta cho mình chắc chắn là đầy đủ tất cả các trường hợp rồi. Nào chúng ta cùng đến với cái uh, câu uh, đầu tiên, câu A trước nhé. Các bạn và các em thân mến, chúng ta cùng đến với lời giải câu đầu tiên, câu A trước. Người ta cho mình hàm số y bằng chữ x bình cộng 6x chữ 9. Đầu tiên chúng ta nhận thấy ngay uh, dấu của hệ số A, A bằng âm 1 là âm. Bởi vậy chắc chắn đồ thị hàm số là một parabol có bề lõm uh, quay xuống gì? Quay xuống dưới. Đó, quay bề lõm xuống dưới. Và chúng ta sẽ đọc được ngay đỉnh parabol, đỉnh y đấy. Các em tính theo công thức thầy đã dạy nhá. Chỗ này chúng ta nhớ là tính nhanh vào. Nhớ là phải tính đúng, chính xác chứ nếu không là không vẽ được đâu, đúng không? Chỉ cần tính sai lệch một số thôi là vẽ nó sẽ không không ra gì. Nhớ. Ở đây trừ b trên 2a các em tính ra thì chỗ này chúng ta sẽ có là 3, thay 3 vào các em được 0 luôn. Như vậy đỉnh 3 0. Trục đối xứng chính là đường thẳng x bằng trừ b trên 2a. Như vậy chính là đường thẳng x bằng 3 Đúng không? Đó à, Chúng ta tìm giao điểm của đồ thị này với trục OY Giao với OY tôi cho x bằng 0 Cho x bằng 0 thay vào đây chúng ta có điểm A 0 trừ 9 Rất là nhanh Và cuối cùng là giao cắt với trục hoành Parabol giao cắt trục hoành thì chúng ta sẽ cho y bằng 0 Giao với trục hoành OX mà Thì mình sẽ cho y bằng 0 Cho y bằng 0 thì em sẽ đặt dấu trừ ra ngoài Em sẽ nhận ra ngay x bình trừ 6x cộng 9 Tức là x, đây bản chất là dấu trừ ra ngoài của x trừ 3 tất bình. Đúng không? Cho nên nhận ra đây hẳn thức cái gì mà. Bởi vậy chắc chắn là nó sẽ tiếp xúc trục hoành. Vì cái x bằng 3 này của em chính là nghiệm kép. Như vậy ta nói parabol sẽ cắt trục hoành đúng tại điểm y luôn. Tại vì chúng ta tính ra y bằng 3, à, x bằng 3, đây chính là hoành độ đỉnh luôn. Như vậy bản chất là đồ thị này rất đặc biệt. Nó đã tiếp xúc với trục hoành ngay tại đỉnh luôn. Đúng không? Tại vì tính ra cái ba này nó là nghiệm kép Nghiệm kép là tiếp xúc mà chúng ta đã biết rồi Chúng ta đã biết điều này từ lâu rồi Đúng không? Ừ. Đúng không? Rồi ok, đây là một bài rất đặc biệt à, Và từ đấy chúng ta sẽ vẽ được như sau Đấy Parabol có bề lõm hướng xuống dưới Xác định đỉnh 3 0 Cắt bên trục tung kia là chỗ kia là trừ 9 Các đánh dấu vào Sau đó kem em vòng một phát đi xuống là xong Mọi người cẩn thận có thể lấy thêm một cái điểm bên này nữa Thí dụ như là nếu bây giờ bên này là ở giữa là ba nhá bên kia là không nhá. Nếu bây giờ các em sẽ lấy thêm một cái điểm x bằng 6 nữa thì nó sẽ đối xứng với đối xứng với 0 qua 3 thì các em không cần tính nữa nếu mà thay 6 vào kiểu gì vẫn ra trừ 9. Tại vì theo tính, tính chất đối xứng, đối xứng hay lắm. Ở giữa nhá, nó thay đối xứng qua cái đỉnh parabol mà. Ừ, bên này là không, nếu bên kia em lấy 6 thì tính ra cùng một cái tung độ đỉnh y, gióng vào ra như nhau hết. Mọi người có thể tự lấy thêm nhá, để đối xứng để vẽ cho nó chuẩn, đẹp. Đúng không? Đấy, ta sẽ vẽ được thế này và chúng ta sẽ có ngay một số cái nhận xét đề bài yêu cầu thứ nhất là chúng ta tìm được tập giá trị của hàm số tập giá trị là tập của y đấy bài này y của chúng ta chúng ta thấy y y cao nhất tức là y mắc đúng không y y mắc là bằng mấy bài này y mắc chính là tại cái chỗ y y đỉnh luôn đấy ừ. y mắc bài này bằng không đấy chính là y cao nhất rồi và em thấy đấy là uh, uh, mắc và còn min thì không có đâu nhé ừ. tại vì uh, hai cái bên hai cái chân của parabol này nó hướng về tận âm vô cùng như vậy chúng ta nói là âm vô cùng đến không Trong trường hợp nếu như mà chúng ta chỉ tính trên một cái đoạn rõ ràng nào đó Thì có khi là em sẽ đọc được mắc min một cách rõ ràng Cái này thầy có dạy ở trong các bài trước Còn nếu mà xét đây là đang xét chung chung trên toàn tập R Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái cái phần 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 còn lại thì nó sẽ chạy về phía âm vô cùng Bởi vậy bài này ý thầy là y của chúng ta Đúng không? Đó, cái, cái, cái y của chúng ta là nhỏ hơn hoặc bằng không hay có nghĩa là tập giá trị là âm vô cùng đến 0. có dấu bằng nhé ừ. ta hiểu vấn đề rồi đấy ừ. và từ đồ thị ta cũng sẽ nhận thấy là hàm số này đồng biến trên khoảng âm vô cùng đến 3 nghịch biến trên khoảng còn lại là ba dương vô cùng chỗ này rất là quen thuộc chuẩn chưa đã ok rồi đấy thầy làm mẫu cho như thế rồi chúng ta hoàn toàn trả lời được các câu hỏi tiếp theo tiếp tục chúng ta có câu b y bằng trừ x bình trừ 4x cộng 1. Nào. Thứ nhất là A vẫn bằng âm 1 đúng không? Vẫn là âm như, như vậy là đồ thị hàm số vẫn là một cái đường cong parabol có bề lõm quay xuống dưới. Đỉnh y cho trường này chúng ta sẽ tính ra là trừ 2, 5. Nhớ là tính cẩn thận nhé. Chỗ này thì mình phải làm trước đi. Trục đối xứng chính là đường thẳng đi qua đó là x bằng trừ 2. Bây giờ giao với y thì cho x bằng 0. X bằng 0 thêm vào đây thì là 1. Như vậy là A 01 1. Còn giao với trục hoành cắt trục hoành thì chúng ta sẽ lần lượt có bài này số hơi hơi vui nhỉ. chúng ta sẽ bấm cái này vào máy tính, em sẽ cho y bằng 0, lấy máy tính ra bấm thì chúng ta sẽ có ngay hai nghiệm đó là trừ -2 cộng trừ căn 5. Bởi vậy thầy viết là B là trừ -2 trừ căn 5 0 và C là trừ -2 cộng căn 5 0. Các lớp hiểu chưa? Đó, viết như thế để cho nó đặt ABC ra cho nó khoa học cho nó dễ hiểu ấy mà. Đấy. Nhưng mà các cái điểm này thì em muốn biết bao nhiêu em phải nhớ nhìn vào luôn kinh nghiệm ở trong máy tính em bấm vào ký phím sấp xỉ trong máy tính nhé cái nút SD ấy, để xem xem nó khoảng khoảng bao nhiêu để con vẽ cho nó chuẩn. Bạn nào không thích dùng mấy điểm này không sao, em có thể lấy bằng hai điểm khác cũng được, vẫn đúng. Ấy. Thí dụ như là ở đỉnh y ở giữa là trừ 2 rồi, thì mọi người có thể lấy một cái điểm ở bên 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 này là trừ một, đúng không? Sau đó lấy hai điểm ở bên này thì tự nhiên đối xứng sao sẽ có hai điểm bên kia hiểu không? Ừ, đấy cũng được. Nếu mà không thích lẻ thì như thế cũng được, không sao cả. Đúng hết. Rồi, Và đây là đồ thị của chúng ta. Để lớp nhìn rõ nhé. đấy. Như vậy em sẽ thấy ngay là nó cắt. Đầu tiên là có cái đỉnh trừ 2 5. Vẽ trục tung là cắt tại chỗ 1 và cắt trục hoành tại hai cái chỗ trừ 2 cộng trừ căn 5. Sau đó nối xuống là sao? Và nếu thích cẩn thận chuẩn hơn nữa thì lấy thêm cho thầy khoảng 2 điểm mỗi điểm ở một mỗi điểm mỗi mỗi bên đỉnh ấy ừ. lấy thêm thì càng đẹp hiểu không Đó, ta sẽ vẽ được như thế này thì đây chính là đồ thị của chúng ta các em vẽ và chúng ta sẽ so sánh nhận xét xem đúng chưa nhé nào như vậy ở đây y cao nhất là 5 tức là mắc là 5 có nghĩa là bài này là tập giá trị của chúng ta là âm vô cùng đến 5 đúng không 5 là cao nhất rồi. Ừ. từ đó chúng ta nhận xét được hàm số này đồng biến trên khoảng âm vô cùng đến trừ chứ... âm vô cùng đến chữ 2 và Uh, nghịch biến trên khoảng còn lại là trừ 2 dương vô cùng Cái chỗ này thì hoàn toàn là dễ dàng Chuẩn chưa? Ừ. Ta so sánh giúp thầy nhé ừ. Chúng ta đến với câu C Đó là Y bằng X bình cộng 4X Rất là quen, đúng không? Rất là dễ Thứ nhất là A bằng 1 là dương Như vậy đồ thị là một parabol có bề lõm hướng lên trên Đỉnh chúng ta tìm ra là trừ 2 trừ 4 trừ 4 trên cho 2 lần 1 trừ 4 trên 2 tức là trừ 2 đấy. Thay trừ 2 vào thì ra ra trừ 4. Trục đối xứng chính là đường thẳng x bằng trừ 2. Nào, cho giao với trục OI trước nào. Nếu mà cho x bằng 0 ấy, thì thay vào y vẫn bằng 0. Như vậy bài này hóa ra chúng cắt nhau tại điểm O00 luôn. Và cắt trục hoành thì các em sẽ giải x bình cộng 4x bằng 0 thì có phải là có một điểm x bằng 0 và một điểm x bằng âm 4 không? như vậy chúng ta có một điểm là giống nhau rồi này, đó là điểm 00, còn điểm này gọi là điểm A đi, tức là âm 40. Có khi bên này phải lấy thêm điểm nữa, nhỉ? Tại vì hai điểm này nó trùng với nhau rồi. Đấy, thế thì chỗ này đã có trừ 2 đây rồi, đây là còn có thêm trừ 4 đây rồi. Em thích cẩn thận hơn nữa, em có thể lấy thêm một điểm nữa, đúng không? Ừ. Có thể lấy thêm trừ 3 hoặc là một điểm ở bên 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 kia cũng được, đúng không? Lấy thêm một cái điểm gì đó như là 1 hay gì đó vân vân, tùy các em nhé. Đấy. Rồi chúng ta sẽ vẽ được như thế này. Đấy, parabol có bề lõm hướng lên trên. Đỉnh à, trừ 2, trừ 4 vẽ được rồi. Và bài này rất rõ ràng là giao cắt với cái chỗ trục hoành kia. Một cái là trừ 4, một cái là không Như vậy đánh dấu và nhìn. Thực ra bài này rất là dễ vẽ. Đúng không? Vì nó cắt qua ô mà. Nhìn rất là dễ vẽ luôn. Chúng ta vẽ làm sao cho cân đối đều đẹp một tí nhé. Tập giá trị lúc này chúng ta sẽ thấy bài này thấp nhất đã là trừ 4 rồi. Như vậy bài này tập giá trị chứng tỏ phải là trừ 4 dương vô cùng. Các đáp hiểu được chưa? Ừ. Dấu bằng xảy ra tại, nhớ là cái chỗ trừ 4 là chúng ta lấy được nhé. Vì lúc đó là có dấu bằng xảy ra tại đỉnh mà. Đúng không? À, hàm số em sẽ thấy là nghịch biến trên âm vô cùng đến âm 2 và tiếp tục là đồng biến trên âm 2 dương vô cùng. Cái này rất là dễ. Đấy, như vậy là chúng ta kết thúc thành công xong bài tập này. Ok. Và cuối cùng chúng ta đến với câu D các em nhé. Đó là Y bằng 2X bình cộng 2X cộng 1. Nào, câu này cũng hoàn toàn tương tự thôi. Đầu tiên các em có A bằng 2 là dương như vậy Đồ thị là một parabol có bề lõm hướng lên trên Quay bề lõm lên trên Đỉnh Y trong trường này em sẽ tìm ra bài này hơi vui tí Đó là âm 1 phần 2, 1 phần 2 Các em thử nhầm lại xem đúng chưa Số đó bài này nó hơi phân số nhỉ Trục đối xứng chính là đường thẳng X bằng âm 1 phần 2 Các em sẽ kẻ sổ dọc qua cái hoành độ đỉnh đó là chúng ta sẽ có trục đối xứng Giao điểm đầu tiên với trục OI, các em cho x bằng 0, thì điểm điểm này chúng ta cho không à, 0 thì ở đây gọi là 01 đi được. Các em đặt tên điểm kiểu gì được. 01 nhá. Được không? Ừ. Và em sẽ thấy là khi chúng ta cho y bằng 0 để tìm giao cắt với trục hoành ấy thì bài này bấm ra là nó sẽ xuất hiện các cái chữ y y thì các cái chữ y ngắn các thứ ý. đấy là vô nghiệm nhá, chưa học rồi. Trong trường hợp này thì parabol không cắt trục hoành. Đúng không? Không cắt trục hoành. Bấm ra thì vô nghiệm mà. Ừ. Bởi vậy chúng ta có thể lấy thêm một số cái điểm phụ nữa cả lớp có thể tự lấy nhé. Được không? Ví dụ như điểm phụ A là 1, 5 Điểm phụ B là trừ 2, 5 Vì 1 và trừ 2 Thì sẽ đối xứng nhau Đúng không? Đấy 1 và trừ 2 thì khoảng cách của nó sẽ là bằng 3 đơn vị Chia đôi ra thì đúng là trung bình cộng ở giữa Nó sẽ ra là Tức là lấy, nếu chúng ta lấy Rõ ràng 1 và trừ 2 thì sẽ đối xứng nhau Qua cái x bằng âm 1 2 ở giữa Đúng không? Đó, các em lấy sau trừ trước thì chia đôi ra Thì đúng là nó sẽ ra âm 1 2 thật như vậy là cùng ra 5 là tính đẹp nhất Các lớp hiểu chưa? Ừ. Mọi người sẽ vẽ được như thế này Đấy, vẽ được thế này Ta nhìn thấy chưa? Bài này thì do nó có các cái phân số 1 phần 2 một tí Thế nên là cả lớp phải phóng to ra một tí nhé Để nhìn cho nó đẹp Đấy, hình vẽ của chúng ta như thế đó Và chúng ta sẽ nhận thấy ngay đó là tập giá trị của hàm số này Thì bài này chúng ta sẽ nhìn thấy đó là min Tức là giá trị nhỏ nhất của chúng ta là y bằng âm 1 phần 2 rồi Thế thì có nghĩa là bài này tập giá trị sẽ là âm 1 phần 2 chạy đến dương vô cùng Hàng số đầu tiên sẽ nghịch biến trên khoảng âm vô cùng đến âm 1 phần 2 Và tiếp tục sẽ là đồng biến trên khoảng âm 1 phần 2 dương vô cùng Đó. Vẽ là sao cho chuẩn đẹp một tí là được Còn nhận xét thì không khó đúng không? Đấy. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bài tập này ở đây Chúng ta sẽ cùng chuyển đến bài tập 6.31 các em nhé Nào uh, bài toán xác định uh, parabol P có dạng y bằng ax bình cộng bx cộng 3 trong mỗi trường hợp sau đây. Câu A, parabol P đi qua hai điểm điểm A (1;1) 1 và điểm B (-1;0). Câu B, parabol P đi qua điểm M (1;2) và nhận đường thẳng x bằng 1 làm trục đối xứng. Câu C, parabol P có đỉnh y (1;4). Rồi, đây là một bài toán cũng rất là quen thuộc và cũng rất là quan trọng đó là xác định ra hàm số bậc 2, biết rằng là hàm số này có đồ thị thỏa mãn một vài điều nào đó người ta cho rồi có thể là cho đi qua điểm nào đó hoặc là cho đỉnh hoặc là trục vân vân đúng không thì ta có thể uh, từ các dữ kiện này các em sẽ làm sao chúng ta suy ra được một cái hệ phương trình ở đây thì em sẽ thấy là người ta chỉ hỏi em ab thôi còn c người ta cho bằng 3 rồi như vậy bản chất là chúng ta chỉ cần thiết lập ra một cái hệ phương trình hay ẩn ab là coi như xong chuẩn không cả lớp đó như vậy chúng ta sẽ trông vào các cái bài mẫu thầy đã hướng dẫn và chúng ta sẽ tự làm được nhé bài này tương đối là đơn giản thôi vì 22 tham số bây giờ nó chả dễ hơn là 3 tham số đúng không ừ. à, câu a trước theo như giả thiết đề nói là parabo này đi qua hai điểm AB thì qua đâu thì thay đó đúng không Vậy thay trực tiếp vào là xong ừ. thay vào giải hệ câu này dễ nhất nào thay 1, 1 vào x bằng 1 y bằng 1 như vậy là 1 a cộng 1 b cộng 3= bằng 1 còn thay trừ 1 vào thì bình lên nhớ là vẫn là 1 nhá như vậy là 1 a trừ b cộng 3 bằng mấy nhỉ? Bằng 0. Sau đó các em nhớ chuyển số sang ở với số rồi mới bấm máy tính nhá. Thì chúng ta sẽ có a cộng b bằng trừ -2, a trừ b bằng trừ -3. Lấy máy tính bấm giải hệ hoặc là em có thể cộng vế phương pháp cộng đại số ấy. Ừ. Cộng vế nó nhanh hơn đấy. Cộng vế thì nó mất luôn b này. Như vậy chúng ta sẽ có 2a bằng âm -5. Thế có phải là A bằng âm 5 phần 2 cho nó nhanh không? Và từ đó thay nốt vào cái cái một trong hai cái này thì chúng ta sẽ có ngay đó là b bằng 1 phần 2 ấy, nhẩm nhanh mà. Như vậy chúng ta trả lời hàm số cần tìm là y bằng trừ 5 phần 2 x bình cộng 1 phần 2 x cộng 3 là xong thôi. Chuẩn chưa? Đó, ok. Câu B nhé. Parabol này nhận x bằng 1 x bằng 1 làm trục đối xứng. Được chưa nhỉ? Đó. Vậy nên chúng ta sẽ có cái thông tin đầu tiên. À, người ta cho x bằng 1 làm trục đối xứng thì đấy cũng chính là hoành độ đỉnh. Như vậy chúng ta sẽ có trừ b trên 2a bằng 1. Chuẩn chưa đã? Ừ. Các em đẩy dấu trừ sang đây nhân chéo lên thì b bằng trừ 2a. Thì đấy là dữ kiện đầu tiên. Mặt thớt nhá, đề lại nói với em đó là parabol đi qua điểm m 1 2 thì thay vào thôi, đúng không? Thay 1 2 vào thì lựa chúng ta sẽ có ngay đó là 1a cộng 1b cộng 3. Đúng không? Ừ, bằng 2. Chuyển sang thì a cộng b bằng âm 1 hai dữ kiện này em có thể chuyển vế sang bấm máy tính hoặc là theo thầy em dùng đưa phương pháp thế bài trước là mình cộng đại số nhá bài này này b bằng trừ hai a thế vào đây luôn là già còn gì nữa đúng không như vậy b bằng trừ hai a trừ hai a lại còn cộng a như vậy còn trừ a trừ a bằng trừ một đúng không nhỉ như vậy a bằng một nhầm biết ngay bạn nào thích chuyển vế sang bấm máy tính cũng được còn nếu không a thế vào luôn được nhẩm ra là biết ngay a bằng một b bằng trừ hai y bằng x bình trừ 2x cộng 3. Câu C nhé, parabol này có đỉnh y 1, 4. Chỉ cần hai thông tin này thôi là đủ để giải rồi đúng không? Hoành độ đỉnh là chúng ta đã có một cái rồi. Ngoài ra chúng ta thay trực tiếp hoành độ đỉnh này vào cái parabol này ta có được tung độ đỉnh luôn. Các em không cần dùng cái trừ delta trên 4A ở đây đâu. Đúng không? Thầy dặn rồi mà. Đúng. Chứ đỡ đau đầu. Bạn nó thích dùng nữa thế thôi. Nào, trừ B trên 2A bằng 1 và thay trực tiếp 1 vào cái ban đầu ấy, tại vì parabol chắc chắn là phải đi qua đỉnh y rồi. Đúng không? y thuộc p mà. Ừ. Như vậy thay 1 vào thì mình có ngay là 1a cộng 1b Cộng 3 bằng 4 cho nó nhanh. Dùng cách này đơn giản. Từ đó tiếp tục lại có b bằng -2a ở dưới a cộng b bằng 1, các em thế vào luôn cho nó dễ nhé nhá. -2a cộng a như vậy là trừ -a, trừ -a bằng 1 thế thì a bằng -1. b bằng 2 và chúng mình có hàm số là y bằng trừ x bình cộng 2x cộng 3. Rất đơn giản đúng không? Nào, đấy như vậy là chúng ta kết thúc thành công xong bài tập này ở đây. Chúng ta đến với bài tập 6.32 các em nhé. Nào, một bài toán rất quen thuộc đây, đó là giải các bất phương trình bậc hai. Rồi, giải các cái này thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách một là các em sẽ uh, đầu tiên là chúng ta sẽ giải dấu bằng trước, đúng không? Để các em tìm ra cái nghiệm của cái tam thức bậc hai này trước. Đó, xem là rơi vào trường hợp nào. Uh, có hai nghiệm phân biệt này, có nghiệm kép hay là vô nghiệm. Uh, trường hợp mà có hai nghiệm phân biệt thì chúng ta sẽ kẻ nhanh trục xét dấu ra hoặc là có thể kẻ bảng xét dấu giống như trong sách ấy, cho nó cẩn thận nhưng mà nó hơi dài thôi. Thì các em làm nhanh theo quy tắc trong trái ngoài cùng xét dấu là các em sẽ trả lời được là cái 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 bất phương trình đã cho có tập nghiệm là gì. Còn trong trường hợp nếu như mà uh, tam thức có nghiệm kép hoặc vô nghiệm, tức là trường hợp delta nhỏ hơn hoặc bằng 0. Thì lúc đó dấu tam thức sẽ luôn cùng dấu với a, chỉ cần nhớ như thế rồi sau đó xem dấu của bất phương trình ban đầu đã cho nếu dấu bất phương trình đã cho mà cùng dấu với cái việc mình đã xét ra được thì nó sẽ trở thành luôn đúng còn nếu lại ngược với mình thì hóa ra nó sẽ trở thành vô nghiệm rất đơn giản thôi đúng không cái cách thứ hai là chúng ta có thể bấm luôn máy tính trong máy tính thì có hỗ trợ chức năng bấm bất phương trình này rồi trong máy 580 trở lên game em có thể vào mốt gì nhỉ? Mốt A đúng không? Mode A. Rồi bấm đúng các cái chế độ này, chọn đúng menu đúng không? Và gõ đúng ABC coi như thành công. Đúng. trong máy 570 các em xuống mốt các em dùng mốt uh, menu đấy menu hay là mốt cũng được như nhau cả thôi uh, mốt xuống 11 một một, đúng không INEQ đấy cái chỗ này thầy nhắc rồi bấm đúng chọn đúng chế độ rồi nó hiện ra gì thì chúng ta biết cách phiên dịch rồi gì đúng không đấy thế là xong đấy đúng không? nếu nó hiện ra nó biết ngay mà cái đơn giản đó. thì đấy chúng ta có hai cách như vậy nhất là khi nào mà làm trắc nghiệm em có thể bấm luận được thầy cho phép không sao cả còn ở đây thì chúng ta vẫn phải trình bày các thứ cẩn thận ra cho nó đầy đủ nhé. công ừ. Câu A, 2x bình phương trừ 3x cộng 1 lớn không? Đầu tiên bấm nghiệm ra trước đi, thầy nhẩm ra là thấy có nghiệm rồi. Đúng không? Tại vì cái này nhìn là thấy nghi nghi rồi, chúng ta có phản xạ tư duy toán học rồi. Tam thức ở cái bên trái, ấy, đấy chúng ta đặt là fx. Chúng ta gọi là 2x bình trừ 3x cộng 1 nhẩm theo vs. Tôi nhận ra đây là a cộng b cộng c bằng 0. Nên tam thức này chắc chắn có hai nghiệm phân biệt đó là 1 và 1 phần 2. Chuẩn rồi, 1 và C trên A đúng không? Như vậy dùng trong trái ngoài cùng là nhanh nhất. Bài này A bằng 2, dương. Như vậy chúng ta có nhanh cái bảng xét dấu. Đây bạn nào thích cẩn thận, thầy kẻ cho hẳn cái bảng xét dấu. Chứ bình thường à, thầy kẻ đúng một dòng đi, chụp xét dấu là thầy nhẩm ra luôn. Đúng không? Đấy chúng ta sẽ viết hai dòng x chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng, chạy qua 1/2 rồi mới đến 1, sắp xếp tăng dần. Một dòng thứ hai là fx, thì tại hai vị trí x bằng 1 phần 2 và một kia thì fx của em bằng không rồi sau đó em đặt dấu trong khoảng ý thì em đặt dấu trái dấu đúng không thì trong trong ý em đặt dấu âm là đúng rồi ngoài cùng đặt dương thế thôi bài này người ta đang yêu cầu là fx phải dương trên khoảng nào như vậy là chúng ta sẽ chọn hai khoảng ngoài có nghĩa là tập nghiệm của bất phương trình này chính là fx yêu cầu là dương ấy ừ, đề bài bảo thế mà như vậy là chúng ta sẽ có hai khoảng ngoài hợp lại là xong âm vô cùng đến 1 phần 2 hợp tiếp một dương vô cùng. Ở đây do không có dấu bằng, đề không có dấu bằng nên chúng ta chỉ được lấy ngoặc tròn với cả lớp nhé. Cả lớp hiểu vấn đề chưa? Ừ. Thế thôi, rất đơn giản. đấy Em thích trình bày cẩn thận như thế này, 10 điểm. xong. À, câu B. X bình cộng 5x cộng 4 nhỏ hơn 0. Cái câu này nhẩm ra cũng biết ngay là theo VS rồi. Nhìn là biết theo VS ở đây hai nghiệm phân biệt rồi. Nhưng đây là trường hợp A trừ B cộng C nhé. Đây là A trừ B cộng C đấy, chứ không phải nhìn vào hình thức, thầy đã dặn rồi. Không phải là cứ nhìn hình thức là bảo dấu cộng A cộng B cộng C đâu, cả thầy cũng lừa đấy. A trừ B cộng C bằng 0. Một cái là âm 1 và cái là âm C trên A, tức là âm 4. Mới xét dấu bình thường đúng không? Ừ. Bài này A bằng 1 dương, nên trong khoảng 2 nghiệm em sẽ đánh âm. Ngoài cùng đánh dương, quá chuẩn. Trong âm, ngoài dương, chuẩn. Bài này người ta đang yêu cầu âm đấy, như vậy chúng ta sẽ lấy ở trong khoảng 2 nghiệm là chúng ta có SC bằng âm 1, à âm 4 địa âm 1. Vẫn là ngoặc tròn chuẩn rồi, tại vì không có dấu bằng. Chuẩn chưa? Rồi ok, để nhấm ra, đúng không? Nhấm nó ra. Các có thể bấm máy tính để xem nó có ra chuẩn khớp với mình không nhá Bấm để kiểm tra coi như là uh, xác nhận lại thôi. Chúng ta đến với câu C các em nhé. Nào, trừ 3x bình cộng 12x trừ 12 lớn bằng 0. Đầu tiên thì mọi người sẽ bấm ra nghiệm trước. Em sẽ thấy ngay nó chỉ có một nghiệm duy nhất thôi. Đó là nghiệm kép luôn đúng không? đó, nghiệm kép này bấm ra là x bằng 2 bởi vậy chúng ta chắc chắn luôn bài này dấu của delta, delta phẩy ấy, bài này chắc chắn là delta phẩy bằng 0 rồi như vậy chúng ta nhận xét, đặt về trái là tam thức FX thì tam thức này sẽ có A bằng âm 3 là âm và dấu của delta phẩy trong trường này chắc chắn bằng 0 chúng ta biết trước rồi, bạn nào thích tính ra mà xem nó thế thôi, vậy nên trong trường này nó rơi vào đó là tam thức cùng dấu với A, vậy tam thức FX này sẽ luôn âm sẽ luôn nhỏ hơn uh, uh, 0 Đúng không nhỉ? Với mọi x khác cái nghiệm kép đó, tức là với mọi x khác mấy, khác hai. Vì đúng tại x bằng 2 thì tam thức này sẽ bằng 0 mà. Ừ. Vậy nên ở đây em nhìn vào yêu cầu bài toán đặt ra mà xem. Yêu cầu thì lại yêu cầu là fx phải lớn bằng 0. Như vậy mà nó lại lỡ âm mất rồi. Thì nó liệu có thể dương được không? Không thể dương được. Nhưng mà nó có thể bằng 0 được không? Bằng 0 thì lại được nhá. Như vậy cả lớp lưu ý, tuy là dương thì không được, dương thì không lấy được nhưng mà âm à bằng 0 thì lấy được. Bởi vậy bài toán này chúng ta lưu ý bài toán chỉ xảy ra được dấu bằng thôi đó là x bằng hai rất là hay chỗ này cẩn thận đấy nhiều bạn bảo thế thầy thấy hai cái này ngược ngược nhau em định cái luận vô nghiệm luôn là sai đấy đúng không dấu bằng vẫn có thể xảy ra được lớp lưu ý như vậy tập nghiệm của chúng ta là sc bằng có một nghiệm duy nhất một phần tử duy nhất đấy hai ngoài ra chúng ta còn một cách nữa đó là em có thể biến đổi theo hàng, hàng thức đúng không có rất nhiều cách đây là cách của lớp 10 thôi còn theo cách biến đổi hồi trước người ta không thiếu gì cách cả ta có thể đưa về hàng, hàng, hàng thức các em đặt cho thầy trừ 3 ra ngoài đi Thì có phải bên trong là x bình trừ 4x cộng 4 Thì cũng sẽ nhận ra hàng đẳng thức là nghiệm kép chứ gì Đúng không? Đây chính là trừ 3 nhân x trừ 2 tất bình lớn bằng 0 Các em chia bỏ cho trừ 3 đảo chiều Thì x trừ 2 tất bình sẽ nhỏ hơn bằng 0 Thì cái ông này không thể nhỏ hơn không được Ông này ông này chỉ có thể, chỉ có thể lớn bằng 0 thôi Nhìn nó biết hàng thức mũ chẵn mà Ờ à, Mũ lẻ thì không sao, mũ lẻ thì có trường hợp âm dương được Nhưng mà mũ chẵn thì chỉ có thể không âm thôi bởi vậy, dấu bằng chỉ có thể xảy ra tại x bằng 2 thôi. Các lớp hiểu ý của thầy không? Làm theo cách này vẫn thoải mái, ok, không sao cả. Ta đưa về các bình phương, ta đưa về các cái không âm. Nếu mà đề yêu cầu dương rồi thì nó luôn đúng. Ờ. Ừ. Nếu mà yêu cầu lớn bằng không ấy, ờ thì nó luôn đúng. Còn nếu yêu cầu nhỏ bằng không này thì âm không thể rồi. Dấu bằng chỉ có thể xảy ra tại các cái biểu thức đó cho bằng không. Đúng chưa? Câu D, câu cuối cùng. 2x bình cộng 2x cộng 1 nhỏ hơn 0. Con này bấm thử ra rồi thấy vô nghiệm Bấm thử rồi nhá, thấy vô nghiệm rồi Bạn nào thích tính ta phẩy ra Là âm 1 là âm Bởi vậy tam thức này sẽ luôn cùng dấu với A A dương, vậy nên tam thức này sẽ luôn dương Thế thì do cái tam thức Fx này của em là luôn dương Với một x thuộc R rồi Thì bây giờ chúng ta cùng quan sát xem yêu cầu bài toán đặt ra Họ có giống như vậy không? Câu trả lời là không Đề là yêu cầu là tam thức này của em phải âm Thế bây giờ lấy đâu ra để mà âm được? Đúng không? Vậy vô lý rồi Dấu bằng cũng không có để mà xét thôi Bởi vậy chắc chắn là kết luận là bất phương trình đã cho là vô nghiệm rồi Có nghĩa là S thì bằng rỗng Theo lưu ý Mọi người nhớ chưa? Đấy Không phải lúc nào chúng ta đánh giá được với mỗi x thôi R Là tầm nghiệm của em là R đâu nhá Mà chúng ta xem nó có cùng dấu với đề bài đã cho không Đúng không? Nếu mà không cùng thì coi chừng Rồi như vậy chúng ta hoàn thành xong bài tập này Chúng ta đến với bài tập 6.33 Chúng ta giải cho thầy các phương trình sau đây Đây là hai phương trình có chứa căn Quy về bậc 2 đúng không một phương trình là có một dấu căn, một phương trình có hai dấu căn. Các em sẽ giải có hai cách. Cách một là chúng ta làm theo cách thầy đã hướng dẫn. Cách này chuẩn luôn. Đó là biến đổi tương đương. Các em đặt điều kiện cho thầy. Đặt thì gọi một bên thôi. Nhớ chưa? Sau đó bình phơi vế lên là xong. Cách thứ hai là chúng ta không cần điều kiện đúng không? Các em sẽ đó là chúng ta bình phương hay vế luôn. Sau đó các em thử lại cũng được. Thì ở đây thầy chọn cho mình là biến đổi tương đương luôn nhé. Còn cả lớp thích làm cách nào cũng được. Miễn là đúng là được. Rồi, như vậy đầu tiên chúng ta có câu A trước. Căn bậc 2 của 2x bình trừ 14 bằng x trừ 1. Chúng ta đặt điều kiện cho B. Căn A bằng B đặt điều kiện cho B tên là x trừ 1 đây này này. Lớn bằng 0. Sau đó bình phương hay vế lên. Đó. Các em mở tung hàng đẳng thức này ra. Đây, x lớn bằng 1. Bên này thì là x bình trừ 2x cộng 1. Và sau đó các em chuyển vế sang là xong. Thì có phải đây là x bình cộng 2x trừ 15 bằng 0 không? Lấy máy tính ra bấm nhé thì chúng ta sẽ có ngay đó là 3 trừ 5. Với điều kiện x lớn bằng 1 thì chúng ta chỉ lấy được 3 thôi. Và kết luận tập nghiệm của em có một nghiệm thôi. SC bằng 3. Ok chưa? Câu này đơn giản rồi. Đấy, thế là xong. Câu này chúng ta nhớ tập làm trước đi nhé. Làm thế này cho nó khoa học. Chúng ta tiếp tục đến với câu B các em nhé. Nào, chúng ta có căn bậc 2 của trừ x bình trừ 5x cộng 2 bằng căn bậc 2 của x bình trừ 2x trừ 3. Với cái dạng mà hai bên có dấu căn như thế này thì thầy cũng đã dạy chúng ta rồi. Các em sẽ đặt điều kiện cho một trong hai uh, cái biểu thức ở trong căn thôi. Cái nào em thích dễ giải đúng không? Thì em đặt. Nhớ chưa? Ở đây thì như nhau cả. Thầy quyết định là chúng ta sẽ đặt cái bên bên phải này nhé, Nhớ chưa? Rồi như là chúng ta có x bình trừ 2x trừ 3 lớn bằng 0, sau đó các em bình phương hay vế lên để khử căn và chuyển vế sang là xong mà, đúng không? Cái này nếu mà cảm giác mà nhanh gọn đơn giản dễ giải em có thể bấm luôn và viết kết quả còn nếu mà cảm giác nghiệm mà nó không được đẹp ấy em có thể giữ nguyên sau tí nữa giải ra nghiệm em thế vào đó cũng được ok không ừ. nhớ nhé ở đây do là nhẩm ra được nghiệm đấy đây là a các em xem có phải đây là a trừ b cộng c bằng không không một trừ trừ hai như vậy là bằng 3 3 cộng âm ba là hết một nghiệm là âm một và một nghiệm là âm c trên a tức là bằng 3 chúng ta xét dấu ra nhanh chóng chỗ này làm đơn giản ngắn gọn thôi nhé không sao cả thì chúng ta sẽ có x nhỏ hơn là bằng nghiệm nhỏ hợp với x lớn hơn bằng nghiệm lớn. Nhớ chưa? x nhỏ hơn là bằng âm 1 hợp với x lớn hơn bằng 3. Các em có thể viết dấu hợp giống như thầy viết một dòng cho nó ngắn hoặc nếu không em viết ngoặc vuông cũng được. Như nhau cả các lớp ạ. Đấy. Còn cái dưới chuyển vế sang. Các em có 2x bình đúng không? À, cộng 3x trừ 5. Và chúng ta nhẩm nhận ra đây cũng là VS này. Đấy, giống như thầy đã dặn dò đúng không? Nhiều khi nó rất chúng ta phải nhẩm rất là tinh tế, rất là nhanh, không cần bấm máy tính cũng biết. Đây vẫn là A cộng B cộng C bằng 0 Một nghiệm là 1 Một, một nghiệm là âm 5 phần 2 Thì so sánh với điều kiện này Các lớp sẽ thấy là 1 1 là loại kem nhé Tại vì nó không thỏa mãn cái này cũng như không thỏa mãn cái này luôn Ít ra nó phải thỏa mãn 1 trong 2 đúng không? Nhưng mà không thỏa mãn được Vậy chỉ có âm 5 phần 2 thôi Âm 5 phần 2 thì nhỏ hơn hoặc bằng âm 1 thật ừ. Thì nên bài này có một nghiệm duy nhất là âm 5 phần 2 Cẩn thận coi dường nhé Bên này kiểm tra lại giúp thầy xem chuẩn chưa các em có làm ra kết quả như thế không? Nếu mà nhỡ biết đâu thầy thử tí thì sao đúng không? Xem cẩn thận đấy nhá, coi chừng. Rồi đấy, bài toán như vậy là kết thúc các em. Chúng ta đến với bài tập 6.34 các em nhé. Nào, đây là một bài toán thực tế. À, một công ty bắt đầu sản xuất và bán một loại máy tính sách tay từ năm 2018. Số lượng loại máy tính đó bán được trong 2 năm liên tiếp, 2018 và 2019 lần lượt là 3,2 nghìn và 4 000 chiếc. Theo nghiên cứu dự báo thị trường của công ty, trong khoảng 10 năm uh, kể từ năm 2018 thì số lượng máy tính loại đó bán được mỗi năm có thể được mô tả bởi một hàm số bậc 2. Giả sử gọi t là thời gian tính theo đơn vị năm tính từ năm 2018. Số lượng loại máy tính đó bán được trong 2018 và 2019 lần lượt được biểu diễn bởi các điểm đó là 0, 3,2 và 1.4. Giả sử ta lấy điểm 0 là đỉnh của một cái đỉnh của đồ thị hàm số bậc hai này. Câu A. Lập công thức của hàm số mô tả số lượng máy tính sách tay bán được qua từng năm. B. Tính số lượng máy tính sách tay đó bán được trong năm 2024. C. Đến năm bao nhiêu thì số lượng máy tính sách tay đó bán được trong năm sẽ vượt mức năm 2000 chiếc. Rồi, đây là một bài toán liên quan đến ứng dụng của cái đồ thị hàm số bậc 2. Bây giờ các em phải thiết lập ra một cái hàm số bậc 2 ẩn gì? Ẩn T. Người ta đã cho em sẵn cái đỉnh. Người ta đã giả sử cái điểm O, à nhầm, cái điểm mà Y tọa độ 0 và 3,2 là đỉnh parabol của hàm số bậc 2 này rồi. Nên cái công việc mà thiết lập ra hàm số này là hoàn toàn làm được. Tại vì chỉ cần hai dữ kiện thôi làm được rồi nhỉ? À, ngoài ra chúng ta lại thấy là uh, parabol này thì lại đi qua lần lượt các điểm còn đi qua một điểm nữa đó điểm 14. Như vậy là đủ cơ sở dữ kiện. Đúng không? Đủ ba uh, dữ uh, kiện rồi đấy để có thể giải được abc Sau khi thiết lập được phương trình hàm số bậc hai này rồi thì em sẽ trả lời được uh, uh, câu B câu C. Ví dụ như là câu B, trong năm 2024 đấy thì cả lớp sẽ thay T. Tại vì thời gian T là được tính từ năm 2018. Thế thì từ 2018 đến đến 2024 là T bằng mấy năm rồi đấy? em trừ đi thì chúng ta sẽ thay T vào là ra là tính được số lượng máy tính đúng không? Và hỏi đến năm bao nhiêu, tức là hỏi tìm T bằng bao nhiêu để cho cái cái cái, cái hàm số Y lúc đó của em là lớn hơn vượt mức là năm 2000 trước. Lúc đó thì mọi thứ nó đều dễ hết rồi, đúng không cả lớp? Nào, như vậy chúng ta thiết lập hàm số trước nhé. Gọi hàm số bậc 2 cần tìm là một cái hàm số Y bằng FT nào đó, AT bình cộng BT cộng C. Đỉnh parabol bài này người ta đã cho mình rồi, chứ chẳng nhẽ mình lại bịa ra đúng không? Trong một số bài có hình vẽ cơ, em có thể gắn hệ trục tọa độ các thứ vào để uh, tìm dây đỉnh giống như một số bài chúng ta tìm trong cái bài cổng parabol ấy, em đã từng làm rồi. Còn ở đây thì người ta sẽ gợi ý cho em đỉnh rồi. Cái đỉnh này có thể là đỉnh mắc hoặc đỉnh min gì đó thì tùy vào từng đề nhé. Ở đây đề cho rồi đấy. Ừ. Đề cho đỉnh là 0, 3.2 và đi qua điểm 1,4 Như vậy hoàn toàn ta có một hệ phương trình. Thứ nhất là đỉnh là trừ B trên 2A, hoành độ đỉnh đấy. Trừ B trên 2A bằng 0. Và cái thứ hai là cả lớp thay trực tiếp x bằng 0 vào đây thì các em được ngay là C bằng 3,2. Cái người ta cho 0 này nó rất là may mắn luôn nhé. Ừ. Và một cái nữa là thay 1, 4 vào, thay 1 vào đây thì ra 4. Như vậy là A cộng B cộng C bằng 4. Đúng không? Rồi. Sau đó em lại biết được cái C này rồi em thế vào đây luôn. Như vậy chúng ta sẽ chỉ còn có... À, chỗ này các em sẽ chỉ còn có A cộng gì đấy nhỉ? Đúng không? Ờ, chỗ này là A cộng B cộng À ý thầy chỗ này là B bằng 0 B bằng 0 Dòng đầu tiên là cho biết ngay là B bằng 0 Thì để bỏ luôn B đi Thì chỉ còn có A cộng C bằng 4 Tiếp tục thế C vào đây Đấy thì tìm ra ngay đó là A bằng 0,8 Chúng ta hiểu chưa? Câu này thế vào luôn A bằng 0,8, B bằng 0 và C bằng 3,2 Vậy hàm số cần tìm có dạng Y bằng 0,8 T bình cộng 3,2 Đấy như vậy chúng ta đã tìm được cái cái hàm số cần tìm rồi Cái lớp chốt nhé ừ, Đơn giản đúng không? Bây giờ câu B Tính thời gian từ 2018 tới đến năm 2024 Tại vì mốc đã bắt đầu tính từ 2018 rồi Như vậy lúc này là T của em là Là chúng ta trừ đi Như vậy chúng ta sẽ có nghe là T bằng 6 năm Tại vì tính từ cái thời điểm 2018 chọn là mốc Vậy lúc này số lượng máy tính sách tay bán được Trong năm 2024 lúc này chúng ta sẽ thay T bằng 6 vào Các lớp hiểu ý không? Vì cái hàm kia là nó mô tả Cái số lượng máy tính tính từ năm này đến năm kia rồi Tính từ năm này trở đi mà Tính 2018 trở đi như vậy là nó sẽ phụ thuộc vào cái T này thì em thay vào là ra số lượng máy tính thôi. 0,8 nhân 6 bình rồi cộng 3,2 các em sẽ tính ra là 32.000 chiếc nhé. Ừ. Còn câu C. À, cái năm nào để bán được vượt mức cái năm nào mà chúng ta bán được đúng không nhỉ? Vượt mức 52 nghìn chiếc tức là bài này hỏi T để cho cái Y kia của em này là lớn hơn đây này 0,8 t bình cộng 3,2 phải vượt mức tức là lớn hơn hẳn 52 ở đây thì cả lớp bỏ cái nghìn đi cũng được chỉ cần ghi 52 rồi tí nữa chúng ta thêm cái kia, kia tính sau ừ. tại vì đang 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 để theo kiểu nghìn rồi hệ đơn vị đang tính theo nghìn rồi thế nên là cái nghìn kia không quan trọng đâu nhá đừng đôi cả nghìn vào tại vì trong các cái đề bài lúc đầu ấy chúng ta đã thay các cái điểm điểm kia vào thì em 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 có thấy là chúng ta đã bỏ các cái nghìn đi rồi không ừ thì chúng ta sẽ chuyển vế sang thôi là 0,8T bình trừ 48,8 lớn không chỗ này cả lớp tự giải được rất là dễ chúng ta sẽ có T thuộc trong uh, chúng ta sẽ có là trừ vô cùng đến trừ căn 61 hợp với căn 61 đến dương vô cùng chỗ này có thể giải bằng tay hoặc là bằng máy tính ok hết nhưng mà máy tính thì nó hơi sấp xỉ tí cả lớp ạ Đúng không cả lớp sẽ nhập cho A bằng 0,8 B bằng 0 và C bằng âm 48,8 thì sắp xỉ cũng được nếu mà trang nghiệm không ra. Còn nếu mà bình thường giải tự luận thì các lớp cứ tính rõ ra số căn này cho nó đẹp nhé. Các em chuyển vế sang giải ra hai cái T bằng cộng trừ căn số mà đơn giản lắm. Đúng không? Bài này do chỉ lấy T dương thôi. Vậy nên cái âm vô cùng đến âm căn số này là bỏ đi. T là 5 nó không thể âm được. Bởi vậy T bài này thuộc từ căn số đến dương vô cùng. Bây giờ mọi người lấy sắp xỉ cái căn số ý đi thì nó sẽ là 7,8. Vậy thì trung bình là bây giờ ta phải để ý là phải tính từ năm thứ mấy là bắt đầu mới vượt mức được nhỉ? 7,8 thì em phải làm tròn lên nhé. Ừ. Chắc chắn là phải tính từ năm thứ 8 trở đi thì bắt đầu mới vượt mức được là năm 2000 chiếc. Năm thứ 8 rồi cộng với 2018 là mốc thì sẽ là năm 2026. Lúc đó thì số lượng máy tính sách tay bán ra sẽ là vượt mức năm 2000 chiếc. Vậy thôi cả lớp đơn giản chưa? Đấy. Như vậy trong trường này chúng ta thiết lập được hàm số bậc 2 các em sẽ trả lời được các cái câu hỏi của bài toán. Đây là một cái bài toán liên quan đến kinh tế đúng không? Rất là hay. Đấy mà ta có sử dụng liên quan đến ứng dụng của cái hàm số bậc 2 và bất phương trình bậc 2. Rồi, các bạn và Kem thân mến, đây cũng chính là bài tập cuối cùng của chúng ta trong phần ôn tập cuối chương 6 Kem nhé. Đấy. Thế thì có thể nói rằng là ở trường học này của chúng ta có rất nhiều các cái kiến thức hay, quan trọng và bổ ích đúng không? Đấy. Và các em chỉ cần chịu khó chúng ta làm nhiều thì chúng ta sẽ quen thôi, các em nhớ tìm tòi sáng tạo thêm các cách giải mới khác nữa để chúng ta thực sự là uh, làm chủ kiến thức này và nhớ tìm hiểu thêm các cái phần bài tập ví dụ như là các cái câu hỏi trắc uh, nghiệm nữa, các câu hỏi nâng cao nữa, vân vân, ở trong các cái khóa học khác của thầy nữa đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được điểm cao, được chưa thầy hẹn gặp tất cả các bạn và các em trong những uh, bài học và các chương học sau xin thân chào các em you